Xin chào cả nhà thân mến. Bữa nay mình thấy mấy cái bông này đẹp quá, anh quay cho mọi người xem. Này trời nắng nè, không hề mưa, quá mưa. Mưa cả hai tuần lễ nè. Nay bắt đầu nắng, tuần sau cũng nắng nè. Này mới nắng lên mà thấy nó nóng nè. Thấy mấy bông phía sau nhà nè, trồng vô chậu à. Lúc đó mình cầm cái nhánh chút xíu à. Đi xin ở hàng xóm á. Thấy người ta trồng đẹp quá, cái xin về cái mình cắm vô. Giờ nè. Nó hồng nó dài ra mà thấy nó đẹp. Khỏi gần tỉa à, đây là nguyên vẹt nè à. Mà không thấy nó dài lùm xùm vậy, lúc mà chưa có bông á mình thấy nó xấu quắc à, nhưng mà giờ nó chỗ bông lên, nó chỗ mã lên, chỗ mã nở hoa cái thấy nó đẹp à, cái bên này đẹp nè, mình thấy ha, quá đẹp luôn. Này nắng tốt mà không có gió nè, mọi người xem à. Đó, nguyên vẹt đây nè. Đẹp, ở ngoài đẹp lắm, trong hình không đẹp bằng đâu. Ở ngoài thấy cái màu nó sáng, trời nắng đó. Đó. Quá đẹp. Hôm nay trời nắng mình cắt cỏ, cỏ quá cỏ à. Mình thì thích bông, cái nào đẹp đẹp mình thích. Có nhiều người không thích bông, nhiều người thích trồng gì ăn được thì người ta mới trồng, còn ngắm là không có chịu. Mình thì thích ngắm, cái nào đẹp là thích, trồng ăn trái với bông, cây ăn trái với bông. Thấy là cái mèo nó tươi dễ sợ mọi người. Cái bông này nó cái lá giống như hoa 10 giờ ở Việt Nam vậy nè, lá nhỏ nhỏ nhưng mà cái bông không phải, bông như bông cúc nhưng mà cái cánh nó nhuyễn đó, cánh nó nhuyễn lắm, nó thưa đó, chứ không phải bông cúc. Nhưng mà cái cọng là giống mấy cái loại hoa 10 giờ à. Mấy này là bữa hổm năm rồi á, xin đó, ở hàng xóm gần nhà đó, đi ngang thấy đẹp quá vô ngắt xin nè. Cành này đẹp nè, bông rạng rỡ luôn à, hẳn quá đẹp. Cây này nó rủ rủ bông màu tím, nó cũng đẹp mọi người, nó chưa nở nhiều mà nó nở ra bông tím đẹp lắm. Bữa nay trời nắng ra cắt cỏ ngoài vườn, mới cắt ở phía trước trước nhà xong giờ ra phía sau, cỏ lên cao quá, tại không gà trời mưa hoài không cắt được, chưa cắt xong nữa. Cái này thì cây trái mới trái nhỏ nhỏ chưa có trái ăn được. Năm nay là mình thấy là che gì là thất bại rồi, che gì ở đằng kia đó, năm nay mưa nhiều quá thấy trái nó úng trơn, còn ít lắm. Mọi khi đã ít rồi năm nay nó lại tại mà úng, mưa nhiều quá. Năm nay mình thấy chỉ có táo á, táo thấy năm nay vào trúng nè, hay trái nhiều nè. Nè cái trái này táo nó ruột màu đỏ mọi người thấy lạ không, táo thường bình thường là cái táo người ta làm gì nè, cái này mấy cây táo bình thường nè, trái không thấy trái mọi người, thấy trái nhỏ nhỏ nhất chân không nè, này đây nè, đây trái lớn lớn nè, đó hình dạng nè, trái không nè. Cái này táo là táo bình thường nè, nó lá màu xanh nè, rồi cái bông thì nó ra màu trắng ha, à, nó đỏ rồi xong rồi nó trắng, nó búp đỏ rồi xong nó nở màu trắng, rồi nó ra trái bình thường à, giống như táo apple bình thường vậy. Mà năm nay trái nhiều không, bông nào nó cũng chùm nào cũng trái nhiều á, trái nhiều hơn mỗi năm dữ lắm. Nè trái nè, nhưng mà trái nhóc chân không, đây nè chùm nào cũng trái, chùm nè đó, đây nè, ở trên đây là khỏi nói luôn nè, mọi người thấy không, trái nhóc chân luôn á, trái nhỏ nhỏ à. Và bữa nữa trái bự lên là phải chùm lại ngoài chim nó ăn. Đó, đây là cây táo bình thường nha. Táo bình thường thì cây nó vậy đó, lá vậy, nhưng mà cái cây này là loại đặc biệt. Đó, lá màu tím, nhưng mà mới mốt là cái trái nó ra nó cũng màu tím luôn nè. Mày thấy không? Trái nó màu tím. Trái nhỏ à, chưa thấy lớn, chưa thấy rõ. Trái màu tím. Trái màu tím luôn. Là cái ruột ở trong nữa màu đỏ. Trái màu tím nhưng mà ở trong nó ruột màu đỏ nè,
À, trong ruột màu đỏ chứ nó không có giống như ruột trắng, giống như mấy trái áp bộ bình thường, trái phò bình thường ruột trắng hoặc hơi vàng vàng, đa số là ruột trắng. Ở ngoài màu gì không biết nhưng mà trong là lúc nào màu trắng, nhưng mà này là trong ruột nó hơi đỏ nè, thấy không, trẻ ra nè, thấy không, nó áo ngoài đỏ nè. Nhưng mà cái lá là màu tím luôn nè, trái ra màu tím luôn. Đây là việc mà năm nay á, là mới năm đầu có trái, trồng 2 năm rồi, năm rồi không có trái, năm rồi không có bông luôn nữa, năm nay bông nhiều mà trái chùm chùm luôn, tại trái nhỏ quá nha mùi, với trái nắng nè, xong người chưa thấy đâu, đi vài bữa nào họ trái bự lên thì mới thấy được, nhưng mà mình quay sơ sơ cho mọi người xem đó. Tại nay thấy trái nắng đẹp quá nè, trái nó không, nó đâu giống như trái kia đâu, không, trái kia là nó ra nó màu khác. Ra màu đậm hơn trái bình thường lắm, trái màu kia tới ra màu nó hơi hơi tím nhạt nhạt à, con này tím đậm luôn đó. Tại lá nó ra nó màu giống như cái màu lá nè, màu nó màu lá, còn cái cây đây nữa không trái, nhưng mà nó ra nó đâu có đậm, nó màu nó hơi hồng hồng ha, hồng hồng nè, nè hồng hồng nè, nó hồng hồng gì thôi nè đó. Đó. Năm nay là hai cây táo này là thấy là trái nhiều, giờ là trái nhiều á, mà bên cạnh đó là thất bại một cây này, cây này là cây 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 gì quên, nó tiêu rồi, cây đào, đào Ấn Độ, không biết sao nó trái lá, chưa trái lá, hôm nay không có trái chăng, chứ không nó chó trái ra mà rụng hết rồi, không biết nó bị gì đó mà sao nó trái, trái nhánh à. À, sơ sát đó. Nó an ủi được cái cây này, cây này cũng cây đào long, đào long này loại Anzac, còn loại kia loại Ấn Độ, Ấn Độ nó ngon hơn, loại Ấn Độ năm rồi ăn được hai trái ba trái chiến đó, ăn ngon, mà năm nay thất bại nè, được năm nay cây này cũng năm đầu tiên có trái, không biết ngon không, không biết nè, có trái nè, chùm chùm nè, thấy vậy cho đây tới tới mà ăn được là còn lâu lắm, không biết ăn được không nữa, nhiều khi đó nó thời tiết nữa, rồi nhiều khi gió khi nó rụng cho nó hư nữa, sâu nữa. Còn cherry nè mọi người, mình thấy không, con hổ chùm chùm nè, con này nó húi trơn nè, úng trơn đây, này năm đầu luôn nè, cây này năm đầu luôn nè, còn bên đây, bên đây còn lai gai thôi đó. Năm nay cây này cũng trúng nè, cây này cây nectarine, nectarine trái quá trái nó mà trái, hôm nay gió mạnh vậy đó ha, mưa hổm vậy ha, mà nó không rụng nha, rụng ít lắm, mấy năm trước hay rụng trắng giả chứ nè, năm nay không thấy rụng nhiều, rụng ít xíu à. Còn trái nè, người thấy không, trái nhiều không à, năm là thấy năm nay thấy nó khỏe nè, năm nay thấy nó khỏe mà trái nhiều, thấy nó không rụng, năm rồi ít trái hơn mà nó rụng nhiều lắm đó. Đó. Năm nay là cây cây hồng, cây hồng nay phát chà bá lửa, cây hồng này năm rồi có cái trên trăm trái ạ, năm rồi á, rồi nay này phải tỉa bớt cũng được, tại vì không có thời gian, nó của hổm đó không có tỉa, giờ nó đâm ra quá rồi kệ, để lỡ năm nay cao quá chùm lưới nó khó, là hồng mà không có chùm là không ăn được trái nào, chứ chim nó ăn két ăn hết à, nó phá lắm. Chưa chín là nó quất hết à. Đó. Đó. Năm nay đầu mùa thấy tương đối là thấy ok, chỉ có một số cây thì không được ăn ý thôi, khoe cây này nè, cây này là cây táo mà táo vàng, mình thích ăn loại táo vàng giòn ngọt, trái không, mới năm đầu đó, thấy mọi người thấy trái nè ha, nguyên chùm đây trái luôn nè, đó chùm đây trái phải không, dưới đây trái luôn nè, đó trồng chậu nha, cây này mua ở Gia Đình Quơ mua như 6-55 đồng, 55 chứ không phải 60, 55 táo vàng trồng chậu nè, táo tàu nè, năm thứ hai mới vào lớn à, năm rồi ăn được con trái, cây bên kia nữa, cây bên kia em hồng qua quay người xem.
cây kia cây ly đó. Còn năm nay chanh nè, chanh nó ra bông quá, bông chặt bớt bỏ tán lá trơn đó. Bữa hổm là nó về qua anh đây luôn nè, lắng cây chuối luôn. Chặt bớt, càng chặt hiện giờ nó ra bông càng nhiều. Hôm nay nè, bông quá trời bông luôn à. Và thơm nha mọi người. Cái bông chanh nó thơm nha. Năm nay chanh đó là bữa hổm mình dục bỏ không á, tại vì ăn đâu có hết. Chanh mà xài bao nhiêu, lâu lâu ăn ra cắt một trái ăn thôi chứ đâu có ăn nhiều. Dục bỏ không á. Đó, còn còn mấy trái lưa thưa chứ kìa. Để mình để dành ăn lai gai được chứ nhiều quá ăn không hết đâu. Hôm nay bông quá bông. Hôm nay bên kia có cây lê này không có trái nữa. Lên đây này. Làm biến mở cửa quá. Hò qua. Ủa vẫn không có trái mà đâu tiêu hết rồi. Ôi chết. Ôi còn được mấy trái, nó rụng mọi người ơi, không gió quá rụng. Lại nó mới năm đầu á. Lê chuối năm nay là không có buồn ăn te tua. Hôm nay vườn tương đối là cũng được chứ chưa có gì đặc sắc, chưa có gì ta, chưa có thu hoạch được gì ta mua mới biết được. Còn lê lê nhà, ủa cây bơ chán quá, bơ nè đâm tược không à, không có ra bông cho. À, trồng lâu nữa 6, 7, 8 năm, người chục năm nữa. Mà bữa hổm nghe nói năm nay bơ nó rẻ ghê à. Bơ nghe có người mua, nói mua có 5-6 đồng mà có 20 trái vậy. Nó xèo á. Mà bơ ngon nữa. Nó trồng chi cho nó uổng công quá. Nè cây lê, cây ly nè mọi người. Táo tàu ly. Hôm nay không biết có nên thăng không, biết có trái không, thấy cũng chưa có bự lắm. Đây chưa bự cái nó ra nó rụng. Nó rụng nhiều. Cái này blueberry. Còn cây đây giới thiệu mọi người luôn, cái này cây ta ổi Đài Loan. Mà không rụng lá trơn, giờ đâm đâm tược đây nè. Đây sắp tới là ngon rồi, trời nắng là ngon rồi. Không gài mưa gió quá lạnh nữa, không gài mấy cái người mà trồng cây kia chờ mà nó lạnh xuống cái nhiều khi nhiều cây ương nó không hư, nó trồng sớm hư hết. Còn cái này không biết ăn được không nữa, đào long mà loại donut đó, loại dẹp dẹp đó, mấy trái mà thấy cũng quéo quéo, nghĩ chắc ăn cũng không được. Đây chơi gì nè, gì năm rồi chặt chặt cái đọt nữa. Hôm nay cũng có trái lai ra chứ không nhiều lắm. Của người ta trái chùm 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 luôn á, ham lắm. Vì mình là lá không. Đỡ hơn năm rồi không có con trái ăn nữa. Hôm nay chắc chặt nữa đó. Mát, đứng này mát lắm. Trái này là trái lâm. Trái lâm độ hơi bự nghe chứ không phải sugar lâm. Lâm mặn. Mặn miền Bắc á, Việt Nam á. Không phải mặn miền Tây. Hôm nay trái cũng lai gai thôi. Gió rụng quá. Gió rụng cho trái lai gai à. Người thấy không? Trái rụng chân. Trái đây. Trái lai gai chứ. Cánh này cho trái với cánh kia cũng rụng chưa. Cái này cũng ngọt lắm, màu tím. Còn này trái mơ nè. Trái mơ. Cái mơ Đà Lạt đó, trái apricot đó, apricot kiểu trái mơ đó. Này bông hồ Tết mọi người, bà không vô gần qua mua mấy cây con về vô chậu nè, 7 đồng 99 6 cây, mình trồng chậu 3 cây thôi, đó, tức là 6 đồng 99 được 2 chậu, đó, nhà mình trồng được 6 chậu nè. Chứ Tết là mua họ là một chậu gì là 40-50 á, mình mua mua phải mua một cặp. Một cặp là nói chung là phải bỏ ra từng 100 đồng một cặp bông họ. Họ Tết á. Bên này mình mua ở gần quê rẻ hơn, mua trồng từ nhỏ nè. Leo quay tới Tết rồi. Đây là phía sau vườn của mình. Nhà có trồng cái cây sau vườn á, mùa hè nó mát mọi người ơi, chứ không trồng cái nắng nóng lắm.
đang cắt cỏ nghỉ hơi xả hơi à, quay vòng vòng cho mọi người xem vậy thôi. Chưa chưa cái này chưa có thu hoạch được, chưa gì ăn được. Cả hắn hắn viên á, hắn viên mới có trái ăn. Cái này mới đầu mùa hè, hôm nay mưa gió quá à, ra này ra cắt cỏ này. Rồi thôi, xin cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Nếu ai thích video mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người, bấm like, bấm subscribe, chia sẻ kênh mình, ít người xem lắm, có vài trăm người ủng hộ à. Của người ta vài chục ngàn người không à. Rồi và tất cả mọi người, đây là cuộc sống ở Úc đây. Đó. Mát lắm, tao vừa mát lắm. À, đứng dưới cây cho gậy không? Mát không? À, giống Việt Nam không?